xin chào các bạn đã quay trở lại với ngọc đến rồi như vậy là chúng ta lại gặp nhau sau hơn một tuần ngọc mới ra lại được video trong cái thời gian này thì thực ra ngọc rất là bận do vậy là uh, ngọc cũng không ra video thường xuyên hàng ngày được các bạn ạ nhưng mà ngọc cố gắng làm sao để uh, có thể tìm những cái chủ đề uh, để kết hợp vào trong những cái video Uh, kèm với các cái thông tin nổi bật nhất ở trên thị trường thì quay trở lại với video ngày hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn hai cái luồng thông tin thứ nhất là Ngọc cập nhật qua thông tin về tình hình của thị trường uh, trong ngày hôm nay và những ngày gần đây sau đấy thì Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về tư duy đầu tư và cái chiến thuật đầu tư của Ngọc ở trong video ngày hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn hai cái keyword đó là This is pointless. Ý nghĩa của nó là tất cả những cái điều chúng ta làm ở trong một cái giai đoạn gần như nó là không có ý nghĩa gì, nó là vô nghĩa và một cái uh, keyword thứ hai đó là boom point, tức là uh, hiểu chúng ta hiểu là cái điểm bùng nổ, tức là ở trong một cái thời điểm nào đó chúng ta tích lũy, chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ chờ đợi được đến một cái điểm bùng nổ và cái hai cái khái niệm này áp dụng vào trong đầu tư ở trên thị trường crypto hoặc là những cái thị trường, trường nói chung khác, Ngọc cảm thấy nó rất là tốt và bằng chứng cho thấy là quá trình đầu tư của ngọc ngọc cũng đã thực hiện cái chiến lược này và đã đạt được nhiều cái thành quả à, và còn rất nhiều những cái người khác họ cũng áp dụng cái chiến lược này thì đây là cái tư duy mà ngọc sẽ chia sẻ cho bạn ở trong video ngày hôm nay trước tiên chúng ta sẽ quay trở về với thông tin của thị trường thì các bạn thấy là ngay sáng nay À, cách đây chỉ khoảng 15 phút thôi thì Bitcoin à, có một cái mức giảm khoảng 5%. À, có một cái cây nến giảm rất là mạnh. Các bạn thấy là một cây nến đỏ à, rất là sâu à, cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ và giá Bitcoin đã giảm từ 23.400 đô về tới khoảng cái đáy thấp nhất cách đây một giờ chúng ta thấy là đã xuống dưới 22.000 đô, cụ thể là 21.979 đô và cái mức giảm này trong một giờ là khoảng à, hơn 5% và lý do tại sao có một cái nến đỏ dài sâu như vậy thì đây là một cái à, dấu hiệu cho thấy là rất nhiều cái lệnh long bị thanh lý các bạn ạ. thì trong một giờ qua thì các bạn thấy là có khoảng 204 triệu đô la đã bị thanh lý và hầu hết tất cả những cái lệnh thanh lý này là lệnh long thì các bạn thấy là những cái trường hợp như thế này ở trong thị trường crypto không phải là đây là lần đầu tiên diễn ra mà nó là diễn ra thường xuyên luôn các bạn thấy ở trên thị trường thì luôn luôn có lệnh long và lệnh sọt tức là lệnh long là lệnh đánh lên lệnh sọc là lệnh đánh xuống thì các bạn thấy là khi mà nó có quá nhiều lệnh long và thị trường giảm đột ngột thì tất cả những cái lệnh long đấy nó sẽ bị thanh lý nhưng các bạn thấy là thường sau mỗi lệnh long á thì bitcoin sẽ hồi lại rất là nhanh bởi vì các bạn thấy phần lớn chúng ta giao dịch lệnh long là chúng ta sử dụng đòn bẩy và khi mà bị thanh lý như thế này thì tất cả những cái lệnh long nó bị cháy và những cái người mà bị cháy những lệnh long này thì họ sẽ bị thanh lý bitcoin và thậm chí là họ sẽ phải mua lại bitcoin để trả lại cái đòn bẩy đó thì cái việc mà phục hồi ngay sau khi những cái lệnh long bị thanh lý thì thường là giá bitcoin sẽ phục hồi rất là nhanh quay trở lại với tình hình chung của thị trường thì các bạn thấy là khi mà bitcoin giảm như vậy thì các cái đồng an coi khác cũng sẽ giảm theo và trên biểu đồ ngày hôm nay thì các bạn thấy hầu hết chúng ta đều thấy là màu đỏ. À đồng ETH cũng giảm à, khoảng 3% à, hiện nay ở cái mức là 1590 đô. Đồng BNB thì đã mất cái mức 300 đô, giá hiện tại là 292 đô một BNB và mức giảm trong vòng khoảng 1 giờ vừa qua là khoảng 3% tổng giá trị vốn hóa của toàn thị trường thì hiện nay vẫn giữ được 1.000 tỷ và trong 24 giờ qua thì các bạn thấy là à, toàn bộ thị trường đã giảm 5.2% các cái đồng coin ở trong top 10 thì các bạn thấy là À, trong thời gian gần đây thì riêng cái đồng Binance USD tức là đồng BUSD à, đã rời khỏi cái top 10 các bạn ạ Hiện nay đang ở vị trí số 11 Thì các bạn thấy là đồng ổn định của sàn Binance là đồng BUSD Trong thời gian vừa rồi gặp cái vụ bị Ủy ban Tài chính của New York đã à, cấm công ty Paxo là công ty liên kết với sàn Binance để phát hành ra đồng BUSD không được tiếp tục phát hành đồng BUSD nữa và các bạn thấy là với cái thông tin đó thì dần dần đồng BUSD BUSD cái vốn hóa của nó sẽ càng ngày càng giảm đi và trong tương lai có thể đồng BUSD sẽ không còn ở trên thị trường và bằng chứng là chúng ta thấy là nó đã rời khỏi top 10 và chắc chắn trong thời gian tới thì nó sẽ tiếp tục giảm cái vốn hóa của nó đi nữa rất là nhiều. Hiện nay ở trong top 10 thì các bạn thấy là ngoài các cái đồng ổn định thì những cái đồng như XRP trong vòng 1 giờ qua cũng giảm 4%, trong vòng 7 ngày qua giảm 7%. Đồng OKB trong vòng 7 ngày qua giảm 6%. Cardano đứng ở vị trí số 8 à, trong vòng 1 giờ qua giảm 6% và 7 ngày qua giảm 14%. À, Polygon, à, đồng Matic thì giảm trong 7 ngày qua tới 15%. À, Dogecoin cũng giảm tương tự như các cái đồng khác với mức giảm trong một giờ vừa qua là 7% và một tuần vừa qua tới 11%. Ok, à, chúng ta sẽ đi vào những cái thông tin tiếp theo ở trên thị trường. Tuy nhiên nếu các bạn cũng đừng quên nếu như các bạn đang ở trên kênh YouTube của Ngọc thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở bên dưới, sau đó các bạn nhấn vào quả chuông ở bên cạnh để đảm bảo mỗi lần Ngọc xuất bản những video như thế này thì bạn là người đầu tiên nhận được thông báo và cũng đừng quên giúp Ngọc dành thêm một giây nữa nhấn vào nút like ở bên dưới video để giúp video lan tỏa đến hơn với nhiều người các bạn nhé à, có một cái thông tin liên quan đến ngân hàng Silvergate thì các bạn thấy ngân hàng Silvergate là một cái ngân hàng ở Mỹ và đây là một cái ngân hàng mà chuyên cung cấp những cái dịch vụ cho các công ty crypto ở tại Mỹ thì ngày hôm qua có rất nhiều các cái thông tin các cái sàn giao dịch khác đã ngưng À, hợp tác với ngân hàng Silvergate thì lý do tại sao các bạn thấy là riêng sàn Coinbase cũng đã ra thông báo là à, kể từ ngày hôm qua đã không còn hợp tác với ngân hàng Silvergate để cung cấp các cái dịch vụ cho khách hàng của trên Coinbase nữa thì các bạn biết đó khi mà các sàn giao dịch họ giao dịch thì họ sẽ phải liên kết với một cái ngân hàng nào đó để ví dụ như chúng ta sẽ lấy lấy tiền ở trong ngân hàng chuyển vào trong sàn giao dịch để mua crypto sau đấy khi mà chúng ta muốn chuyển tiền ra thì chúng ta cũng phải sử dụng một cái hệ thống ngân hàng để chúng ta chuyển tiền ra cát out ra bên ngoài thì ngân hàng silvergate là cái ngân hàng mà cung cấp rất nhiều dịch vụ crypto cho các sàn giao dịch các À, công ty tiền điện tử ở Mỹ thì à, các bạn thấy lý do mà các cái sàn giao dịch và cụ thể là sàn Coinbase ấy, à, ngưng hợp tác với sàn à, với ngân hàng Silvergate đó là bởi vì à, ngân hàng Silvergate thì hiện nay đang à, chậm nộp cái báo cáo 10k hàng năm thì các bạn thấy cái báo cáo à, 10k hàng năm đấy là một cái báo cáo mà tất cả những cái ngân hàng á, hàng năm sẽ phải gửi để báo cáo về cái tình hình tài chính của những cái ngân hàng đó à, hoạt động trong năm vừa qua như thế nào thì đây là một cái báo cáo bắt buộc và hiện nay có một cái thông tin là ngân hàng silvergate chưa nộp báo cáo đó và đang xin để gia hạn chậm nộp 2 tuần thì mỗi khi mà một cái ngân hàng mà không không nộp cái báo cáo về tài chính của mình ấy, báo cáo 10k nó đúng hạn thì nó sẽ dấy lên một cái nghi ngờ đó là đang có vấn đề gì về đó về tài chính thì các bạn thấy cái ngân hàng Silvergate này là cái ngân hàng mà trước đây đã cho đã hợp tác với rất nhiều các cái công ty này thậm chí là cho Michael Stratry mượn Uh, khoảng là 250 triệu đô rồi trong cái vụ của FTX ngân hàng uh, Silvergate cũng có những cái, cái uh, chiến lược hợp tác và sau đó cũng bị thiệt hại một số tiền cũng không phải là nhỏ thì các bạn thấy là khi mà đến thời điểm nộp cái báo cáo 10K này ngân hàng Silvergate hiện nay uh, đang xin gia hạn 2 tuần nữa thì tất cả đây là cái thông tin mà làm cho các cái sàn giao dịch các cái đơn vị hợp tác với Silvergate À, lo sợ cho nên tạm thời họ ngừng hợp tác với Silvergate và các bạn thấy là cổ phiếu của ngân hàng Silvergate thì ngày hôm qua đã giảm 40% sau khi cái thông tin là ngân hàng Silvergate chậm nộp báo cáo 10k thì đây chính là cái lý do chính mà sàn Coinbase ngưng hợp tác với Silvergate. Chúng ta sẽ thử chờ đợi xem cái ngân thông tin về Silvergate nó có ảnh hưởng gì và nếu thực sự Silvergate mà có một vấn đề về tài chính thì chắc chắn là thị trường sẽ có phản ứng rất là mạnh trong thời gian tới bởi vì Silvergate là một cái ngân hàng chuyên cung cấp những dịch vụ crypto cho các công ty crypto và khi mà Silvergate gặp vấn đề thì chắc chắn là các cái công ty liên quan cũng sẽ bị liên lụy theo thì đây là thông tin liên quan đến ngân hàng Silvergate có một cái thông tin nữa liên quan đến ngân hàng HSBC ở Anh thì các bạn thấy là ở Anh nhé ngày hôm qua đã áp dụng một cái chính sách là chỉ có thể dùng thẻ ghi nợ để mua Bitcoin với cái giới hạn là 5.000 đô. Ngoài ra thì HSBC ở Anh cũng đã cấm tất cả khách hàng của mình mua uh, tiền điện tử thông qua cái thẻ tín dụng được phát hành bởi HSBC. Thì các bạn thấy là đây không phải là cái thông tin nó quá bất ngờ bởi vì là HSBC đó là một cái ngân hàng có trụ sở ở Hồng Kông và trong lịch sử thì HSBC là một cái ngân hàng mà rất ghét crypto, họ đã từng cấm nhân viên, cấm tất cả khách hàng của mình sử dụng những cái dịch vụ ở HSBC để giao dịch crypto. Tuy nhiên các bạn thấy là À, dù là cái ngân hàng xuất phát từ hồng kông họ có chính sách à, và cái nhìn rất là à, không thân thiện với lại thị trường tiền điện tử như vậy nhưng ngược lại ở thời điểm hiện tại thì ở hồng kông lại đang có rất nhiều những cái chính sách để xem xét À, hỗ trợ cho thị trường điện tử thì đây là những cái điều mà nó cũng hơi trái chiều với nhau cũng tại ở một cái quốc gia cũng tại ở một cái địa điểm nhưng mà cái góc nhìn về crypto giữa các cái ngân hàng hoặc là giữa các cái bộ những cái cơ quan nó hoàn toàn khác nhau thì các bạn thấy là hiện nay ở trên uh, thị trường ở trên các quốc gia ở trên thế giới thì có rất nhiều cách nhìn và cách cái quan điểm về rito về bitcoin nó trái ngược nhau hoàn toàn và cái điều này là tốt hay xấu thì ngọc nghĩ là nó là điều tốt chứ không phải điều xấu chỉ trừ khi tất cả mọi người đều đồng nhất có cái nhìn xấu về thị trường này thì nó mới xấu thôi còn khi mà có người nhìn tốt người nhìn xấu thì tức là chúng ta đang có cái sự đấu tranh mà ở trong một cái thị trường nào đó mà có cái sự đấu tranh càng mạnh mẽ thì nó càng tốt nó càng phát triển thì đây là cái quan điểm cá nhân của ngọc không biết các bạn suy nghĩ như thế nào một cái thông tin cuối cùng nữa trước khi chúng ta bước qua à, à, cái tư duy về đầu tư mà Ngọc muốn chia sẻ cho các bạn thì đó là cái sàn Emirgos họ đã ra một cái thông báo là họ sẽ có một cái khoản thanh toán sớm và một cái khoản thanh toán cuối cùng à, và sẽ được xác định bắt đầu thực hiện từ ngày 10 tháng 3 tức là còn khoảng à, 6 ngày nữa, một tuần nữa chúng ta sẽ thấy là cái à, thông báo cho trả cho khách hàng sẽ được thực hiện. Thì thì dành cho những cái bạn mới mà không biết á, thì cái sàn Empty là một cái sàn rất là lớn à, ở cái thời điểm năm 2012, 13 và 14. Thì năm 2014 có một cái vụ hack rất là lớn xảy ra trên sàn Empty God. Khi đó sàn Empty God là một cái sàn mà giao dịch phần lớn Bitcoin ở trên thị trường ở cái thời điểm đó à, và cái vụ hack đấy đã xảy ra nó khiến cho hacker lấy đi khoảng 850.000 BTC và cái giá trị thời điểm đấy rất là lớn và cái giá trị thời điểm này nó còn lớn hơn gấp nhiều lần phải không các bạn? Thì cái qua nhiều năm qua thì năm nào sàn mtgot cũng ra cái thông báo là sẽ trả uh, cái số tiền bị đánh cắp đấy sau khi thu hồi lại được cho người dùng ở trên sàn uh, tuy nhiên cái thời điểm gần đây thì các cái thông tin về trả uh, tài sản cho người dùng nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn và hiện nay họ đang có một cái thông báo về cái chính sách trả đó thì có rất nhiều người lo sợ là khi mà được trả btc thì mọi những cái người bị mất đó, họ sẽ mang lên thị trường thị trường họ xả à, họ bán ra và khiến cho cái giá btc sập, btc sập mạnh thì các bạn thấy là cái điều này cũng à, không phải là hoàn toàn chính xác bởi vì theo cái thông báo á thì các bạn thấy là phần lớn những cái tài sản là btc và bch tức là bitcoin cash à, đó thì sẽ được à, quy đổi ra thành những cái tiền pháp định À, phần lớn ở đây là có thể trả bằng đồng yên Nhật bởi vì sàn MTGOS thời đó là nằm ở Nhật và các bạn thấy là thông báo cụ thể là phần lớn là sẽ được trả bằng à, tiền pháp định là chính do vậy là tất cả những cái giá trị bị mất nó sẽ được quy đổi ra và cái cách thanh toán cách trả của họ nó cũng rất là rắc rối và nó được chia ra nhiều lần tức là có giai đoạn thanh toán sớm là khoảng 21% trăm À, tổng tố tài sản của bạn bị mất được quy đổi ra à, tiền pháp định và trả một lần gọi là thanh toán sớm và sau đấy sẽ có một cái đợt thanh toán cuối cùng nó dựa vào những cái rắc rối về pháp lý và cái thời điểm nó có thể kéo dài thêm 3 đến 5 năm và cái khoản thanh toán đấy thì nó sẽ được thanh toán sau tức là nó cho người dùng lựa chọn là có thể lấy 21% rồi sau đó chờ đợi và tùy theo cái tình hình pháp lý ở trên thị trường với cái vụ à, hack này họ sẽ tiếp tục thanh toán trong những giai đoạn tiếp theo tóm lại là có thể là có những cái biến động ở trong thị trường khi mà mt gốt sẽ thực sự trả cho khách hàng tuy nhiên các bạn cũng yên tâm là à, cái việc mà trả bằng btc hoàn toàn thì và sau đó khách hàng mang lên sàn để xả thì có thể nó sẽ không diễn ra do vậy cũng không cần quá lo lắng về cái thông tin này theo quan điểm của ngọc là như vậy ok à bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái tư duy về đầu tư mà ngọc muốn chia sẻ cho các bạn thì ở trên cái hình các bạn có thể thấy là đối với cá nhân ngọc á, thì ngọc nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái cách đầu tư khác nhau có một cái chiến lược đầu tư khác nhau nó tùy vào cái quan điểm à, tùy vào cái vị thế tùy vào cái thời gian chúng ta tham gia vào thị trường và tùy theo cái phong cách của cái người đấy muốn đầu tư như thế nào nhưng đối với cá nhân ngọc thì ngọc luôn luôn áp dụng cái chiến lược đầu tư lâu dài và khi mà ngọc tìm thấy một cái tài sản một cái đồng coin một cái thị trường nào đó mà ngọc am hiểu ngọc có kiến thức và ngọc có niềm tin ấy, thì ngọc luôn luôn thực hiện cái chiến lược đầu tư lâu dài thì ở trên hình ảnh các bạn thấy là À, nó có một cái đường thẳng đi ngang như thế này cái thời điểm này à, có thể gọi là cái điện, thời điểm mà chúng ta tích lũy và tất cả những cái hành trình ở trong cái thời điểm đi ngang này đôi khi chúng ta cảm thấy cái công việc của chúng ta nó không có nhiều giá trị lắm bởi vì chúng ta không có thấy được cái thành quả ở trong cái thời điểm này tuy nhiên nếu như chúng ta có một cái tư duy đầu tư lâu dài á, thì các bạn sẽ thấy là nguyên một cái thời điểm chúng ta tích lũy này là cái thời điểm nó cực kỳ quan trọng và chúng ta sẽ nếu chúng ta đủ sự kiên nhẫn đủ kiến thức đủ am hiểu thị trường chúng ta sẽ đủ và đủ cái nguồn lực để kiên để tích lũy ấy, thì đến một thời điểm nào đó chúng ta sẽ thấy một cái điểm gọi là điểm bom point tức là điểm bùng nổ một cái vụ nổ nó xảy ra thì khi đấy chúng ta sẽ thấy cái sự tăng trưởng về cái lợi nhuận hoặc là cái tài sản của chúng ta mà trong cả cái quá trình này chúng ta tích lũy được thì các bạn thấy là ngay cả đối với việc mà đầu tư trên thị trường crypto ngọc cũng áp dụng cái chiến thuật như thế này trong nhiều năm qua tức là ngọc luôn luôn theo sát thị trường và ở những cái thời điểm mà nó trầm lắng giống như là những cái thời điểm mà năm 2022 hoặc là năm đầu năm 2023 này các bạn thấy là thị trường nó cũng không có nhiều cái thông tin không có nhiều cái chen không có nhiều cái sự tăng trưởng đột biến thì đây chính là cái thời điểm vô nghĩa à, để trong dấu nháy nháy tức là thời điểm này chúng ta âm thầm chúng ta có thể tích lũy thêm BTC tích lũy thêm eth tích lũy thêm những cái đồng coi mà chúng ta thực sự có niềm tin vào nó và các bạn thấy là chắc chắn đến một thời điểm nào đó thì thờ chúng ta sẽ được chứng kiến cái điểm bùng nổ tức là khi thị trường nó lại bắt đầu có những cái dấu hiệu ấm dần lên à, những cái thông tin tích cực những cái xu hướng mới những cái trend mới nó được đưa ra thì dòng tiền nó lại đổ vào thị trường thì thời điểm đấy chúng ta sẽ được chứng kiến một cái sự tăng trưởng rất là mạnh thì ở đây có hai cái khái niệm ngọc muốn chia sẻ cho bạn đó là cái điểm mà pointless tức là cái thời điểm mà chúng ta làm việc gần như là vô nghĩa không có ý nghĩa nhiều lắm chúng ta không nhìn thấy kết quả nhưng nếu chúng ta đủ sự kiên trì chúng ta sẽ đến được cái điểm uh, bom point đó là cái thời điểm bùng nổ và chúng ta sẽ nhận được cái kết quả ở cuối cái hành trình thì đây là cái tư duy mà ngọc muốn chia sẻ cho các bạn Thật ra cái tư duy này nó cũng không phải là mới bởi vì là à, chính cái người nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett các bạn cũng thấy là tổng tài sản của Warren Buffett hiện nay à, tính đến năm 2022 thì các bạn thấy là tổng giá trị tài sản là 109 tỷ đô la nhưng các bạn có biết là phần lớn đó là 99% cái số tiền ông ấy nhận được tức là khoảng 108 tỷ đô la đến sau khi ông ấy 50 tuổi, tức là các bạn thấy là cái cái biểu đồ gia tăng cái tỷ lệ tài sản của Warren Buffett nó tương tự như là cái biểu đồ uh, hình ảnh mà Ngọc muốn chia sẻ cho bạn cái điểm uh, vô nghĩa và cái điểm bùng nổ, nó tương tự như vậy, tức là cả một cái quá trình làm việc tích lũy kiên trì và chờ đợi một cái điểm bùng nổ để gia tăng cái thành quả của mình cái kết quả của mình cái tài sản của mình thì đây là cái tư duy đầu tư mà ngọc rất muốn chia sẻ cho các bạn và không biết các bạn nghĩ thế nào về cái cách đầu tư này cái tư duy này cái poilet cái bompoi tức là cái điều vô nghĩa chúng ta làm trong một cái hành trình và cái kết quả chúng ta nhận được ở cuối hành trình thì rất mong các bạn chia sẻ những cái suy nghĩ những cái ý kiến của mình ở bên dưới video này ngọc hy vọng là những cái thông tin ngọc chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang lại cho bạn những cái điều giá trị và ngọc cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái video này hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo